Thưa quý vị, kính chào quý vị đang theo dõi chuyên mục Tân Hiệp Nhịp Sống hôm nay kỳ thứ 16. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang phối hợp với huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp tổ chức sản xuất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn thông tin về lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 ở huyện Tân Hiệp. Tiếp theo là phóng sự về cựu chiến binh Đinh Minh Trí ở xã Tân An, huyện Tân Hiệp, là tấm gương làm kinh tế giỏi, nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Và trước khi vào nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những sự kiện tiêu biểu đã diễn ra trên địa bàn huyện Tân Hiệp do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện thực hiện. Ban chỉ đạo các hoạt động Tết quân dân huyện Tân Hiệp phối hợp nhà thiếu nhi huyện, phòng lao động thương binh và xã hội huyện tổ chức chương trình tình nguyện vì đàn em thân yêu dành cho thiếu nhi vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn xã Thành Trị. Chương trình đã trao 70 phần quà cho 70 em thiếu nhi nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá từ 300 đến 500 ngàn đồng, gồm cặp, tập viết và tiền mặt, tổng trị giá 23 triệu đồng. Tại xã Tân An, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện gồm ông Trần Minh Thể, Giám đốc Sở Ngoại vụ, bà Trần Thị Xuân Uyên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hiệp B, Linh mục Phạm Thế Hòa, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Chánh xứ Giáo xứ Hiệp Hòa xã Tân Hòa có buổi tiếp xúc cử tri hai xã Tân An, Tân Hiệp A trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Tại buổi tiếp xúc, đại diện cử tri hai xã kiến nghị đến đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp về các vấn đề như việc xóa thế chấp và hợp đồng thế chấp vay vốn, đề nghị giảm thời gian làm thủ tục, sớm trả kết quả để người dân thuận tiện vay vốn. Kiến nghị Ủy ban Nhân dân huyện và ngành chuyên môn huyện xem xét đầu tư nguồn vốn hỗ trợ xã Tân An sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn, đồng thời sửa chữa bảng hiệu giới thiệu sản phẩm OCOP đã bị mờ và hướng dẫn các thủ tục để được công nhận lại các sản phẩm OCOP. Qua các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo các phòng ban ngành huyện có liên quan và Ủy ban Nhân dân hai xã Tân An, Tân Hiệp A giải trình thỏa đáng. Riêng những ý kiến kiến nghị vượt thẩm quyền được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện ghi nhận, chuyển đến các cơ quan chức năng có liên quan xem xét giải quyết và sẽ trả lời cho cử tri trong các lần tiếp xúc sau. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Qua 10 năm thực hiện chỉ thị 39 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng nghiêm túc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định hướng dẫn của Trung ương, tỉnh ủy về công tác bảo vệ chính trị nội bộ đến các chi đảng bộ trực thuộc và đảng viên, chủ động tham mưu xây dựng ban hành một số văn bản cụ thể hóa quy định hướng dẫn của Trung ương, tỉnh ủy để thực hiện trên địa bàn. Qua công tác triển khai quán triệt thực hiện, về cơ bản, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, về quan điểm, nhiệm vụ, tầm quan trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở địa phương, cơ quan đơn vị được nâng lên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ từng bước đi vào nề nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, đóng góp vào công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, thúc đẩy việc tự giác, nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu. Cuộc diễn tập chiến đấu xã Thạnh Trị trong khu vực phòng thủ năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Cuộc diễn tập chiến đấu xã Thạnh Trị trong khu vực phòng thủ được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của xã vào các trạng thái tình trạng quốc phòng an ninh. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3 thực hành chiến đấu phòng thủ, chống tập trung đông người, phá rối an ninh trật tự. Kết thúc cuộc diễn tập, Ban chỉ đạo huyện tổ chức họp rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả diễn tập chiến đấu xã Thạnh Trị trong khu vực phòng thủ năm 2024. Cơ bản đều đạt đúng nội dung yêu cầu đề ra. Thưa quý vị, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 được tổ chức nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, nhất là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt. Cách đây 60 năm, Ban chấp hành Trung ương Đoàn đã triển khai phong trào Ba sẵn sàng với các nội dung sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang, sẵn sàng đi bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần.
Cách đây 25 năm, Bộ Chính trị đã chọn năm 2000 là năm thanh niên Việt Nam. Theo đó, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã chính thức được hình thành. Đó là cột mốc đầu tiên đánh dấu chặng đường lịch sử với những mùa hè tình nguyện của thanh niên cả nước. Từ đây, những bàn tay khối óc của hàng triệu thanh niên tình nguyện đã góp phần quan trọng vào công cụ xây dựng phát triển đất nước. Về chiến dịch thanh niên tình nguyện hè huyện Tân Hiệp thì năm 2024 này thì tiếp tục tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện để hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên, tập trung cho phát triển về thể chất cũng như kinh nghiệm sống cũng như là về cái an sinh xã hội và về các cái hoạt động đảm bảo an sinh cũng như là chăm lo cho các bạn đoàn viên, đặc biệt là những cái địa bàn khó khăn, vùng tôn giáo và dân tộc. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 ở huyện Tân Hiệp được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, an toàn, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị, tạo dấu ấn xã hội tích cực. Các hoạt động tình nguyện được chuẩn bị chu đáo, cả về nội dung và phương thức tổ chức, phát huy tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, thế mạnh của các đối tượng thanh niên. Chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, kết nối các tổ chức tình nguyện tự thành lập, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia. Thì năm nay em tham gia lễ ra quân với đội hình là tiếp sức mùa thi và em tham gia với nhiệm vụ đó là hỗ trợ các bạn thí sinh có thể hoàn thành cái cuộc thi của mình một cách tốt nhất. Trong cái quá trình tham gia đó thì em cũng mong muốn được là được học hỏi thêm nhiều cái kinh nghiệm cũng như là trải nghiệm. Đến với buổi ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 thì đoàn cơ sở công an huyện Tân Hiệp tham gia hoạt động tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy cho học sinh trường trung học cơ sở Thạnh Đông và trường trung học cơ sở Tân Hiệp với khoảng 100 em học sinh. Qua đó thì đoàn cơ sở công an huyện sẽ tiến hành tuyên truyền về chất ma túy, tác hại, nguyên nhân và hướng dẫn các em biện pháp phòng tránh. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, sống có bản lĩnh, trí tuệ, sức khỏe, có năng lực thực hành xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Em tham gia các hoạt động như là hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phát quang và trồng cây các tuyến đường để tạo cái vẻ mỹ quan và sửa chữa lại đường xá cho bà con đi lại. Thì với cái lễ ra quân hôm nay thì mang một cái mục đích và ý nghĩa hết sức là quan trọng cho địa phương, nhằm góp phần cho địa phương là củng cố lại lực lượng thanh niên, rồi xây dựng những cái mô hình, những cái hoạt động của thanh niên trong thời gian tình nguyện hè sắp tới. Thì trong những cái hoạt động đó gồm các là chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè diễn ra cao điểm từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024 với phương châm trọng khắp, hiệu quả, an toàn, bền vững, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị. Cũng là muốn thông qua hoạt động này tạo cái năng lực cho tạo sự đoàn kết, tập hợp thanh niên lại, tăng cường cái vai trò của vị trí đoàn hội trong cái hoạt động sắp tới, vai trò tiên phong của cán bộ đoàn, và cũng hướng tới là chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Tân Hiệp lần thứ 11 và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Kiên Giang lần thứ 12 nhiệm kỳ 2024 và 2029. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024 là dịp để tuổi trẻ Tân Hiệp phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội. Mặt khác, nhằm tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, hội và từng bước khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức đoàn hội trong thanh niên và xã hội. Thông qua hoạt động tình nguyện sẽ tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, những năm qua trên địa bàn huyện Tân Hiệp đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia các phong trào của hội. Trong đó, cựu chiến binh Đinh Minh Trí, ngụ ấp Kinh 5B, xã Tân An, huyện Tân Hiệp là một trong những gương điển hình vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, góp công góp sức hỗ trợ chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Là người con út trong gia đình có 6 anh em, năm 1999, ông Đinh Minh Trí nhập ngũ ở tiểu đoàn 207. Năm 2001, ông xuất ngũ trở về địa phương. Hoàn cảnh gia đình lúc bấy giờ chỉ có 3 công ruộng. Do đất sản xuất không nhiều nên ông Trí phải làm mọi việc, ai thuê gì làm nấy để kiếm thêm nguồn thu nhập, trang trải sinh hoạt trong gia đình. Đến năm 2015, ông Trí được một người bà con ở thành phố Hồ Chí Minh dạy nghề làm chả lụa. Ban đầu ông gặp nhiều khó khăn và thất bại trong việc sản xuất kinh doanh chả lụa. Tuy nhiên với sự ham học hỏi, chịu khó làm ăn nên ông Trí đã tìm hiểu thêm trên sách vở, bạn bè, TV, mạng Internet để sản xuất được chả lụa đảm bảo chất lượng và quy trình an toàn thực phẩm theo đúng quy định. Năm 2001 tôi được xuất ngũ trở về địa phương. Thì lúc đó hoàn cảnh gia đình thì cũng chỉ có làm lúa thôi. Đến năm 2006 thì tôi cũng được tham gia vào cái công tác của địa phương, ấp đội trưởng. Sau đó thì đến năm 2015. Năm 2015 ấy thì tôi thấy cuộc sống nó cũng làm nó cũng không có được khấm khá cho lắm, cho nên là cũng ngồi suy tính nữa, cũng mạnh dạn lên chỗ ông bác ở trên thành phố để ông truyền lại cho cái nghề làm chả lụa. Năm 2020, sản phẩm chả lụa Minh Trí đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Hiện nay sản phẩm được bày bán tại các huyện, thành phố trong tỉnh và một số tỉnh thành phố lớn như Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Mỗi tháng ông Trí xuất bán hơn 600 kg chả lụa, lợi nhuận bình quân mỗi năm hơn 500 triệu đồng. Thì qua quá trình công tác của đồng chí rất cũng năng nổ trong cái công tác ở địa phương, tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới cũng như là các an sinh xã hội. Thì đồng chí đóng góp cho cái chi bộ này rất là thiết thực. Đồng thời đồng chí nói chung là cũng làm cái mô hình nói chung về sản xuất chả lụa, đồng chí làm cũng là chả lụa được công nhận là gọi là OCOP. Không chỉ gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, cựu chiến binh Đinh Minh Trí còn là cán bộ nhiệt tình tâm huyết trong các hoạt động tại địa phương. Với vai trò là bí thư chi bộ, trưởng ấp kênh Đam Mê, ông Trí cùng với người dân địa phương đã vận động tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần giúp đỡ người dân nâng cao đời sống kinh tế gia đình, nhất là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu vốn sản xuất. Về với cái vai trò là bí thư chi bộ, trưởng ấp, thì bản thân luôn xác định chăm lo phát triển cái kinh tế xã hội cho bà con ở trong ấp, nhất là cái vùng nông thôn của chúng ta thì bản thân thì cũng cố gắng luôn tìm tòi rồi học hỏi để vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như là đưa những cái kiến thức mới rồi tuyên truyền cho bà con để bà con cải tiến về cái cách chăm sóc lúa. Rồi trong đó thì vận động dân nuôi thêm, chăn nuôi thêm để tăng cái thu nhập cho gia đình. Đối với hội viên của Đinh Minh Trí á, thì từ khi đi bộ đội về á, thì hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn. Rồi sau khi là được về gia nhập vào hội, rồi từ đó cái phấn đấu chí thú làm ăn, làm kinh tế. Thì đến nay thì là đã được cái cơ sở chả lụa Minh Trí và cũng được công nhận là cái sản phẩm đạt OCOP. Ngoài ra thì chỗ đồng chí Đinh Minh Trí này ở địa phương cũng là tham gia trong cái ban lãnh đạo ấp, cũng giúp đỡ bà con ở xóm. Với những đóng góp hiệu quả trong quá trình công tác ở địa phương, cựu chiến binh Đinh Minh Trí đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, các ngành trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, ông Đinh Minh Trí còn là tấm gương sáng để mọi người trong ấp, trong xã học tập, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của người bộ đội Cụ Hồ. Chương mục Tân Hiệp Nhịp Sống hôm nay do Đài Phát Thanh và Truyền hình Kiên Giang phối hợp với Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hiệp thực hiện xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua trang thông tin điện tử tổng hợp của đài tại địa chỉ www.kctv.vn, ứng dụng KCTV trên điện thoại thông minh và trên kênh YouTube Truyền hình Kiên Giang. Mọi ý kiến đóng góp cho chương mục, quý vị và các bạn có thể gửi về địa chỉ Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.